Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu kêu gọi Việt Nam cấm vận Nga. Hiện nay, cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một thêm khốc liệt. Nga đã đưa đến những chiếc xe tăng hiện đại hàng đầu để vào tấn công tại nước này. Và đại sứ của 21 nước châu Âu cũng vừa viết một bài xã luận chung, trong đó bày tỏ thất vọng với phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và kêu gọi Hà Nội sát cánh cùng Ukraine và vận dụng ảnh hưởng mà họ có với Nga để tác động đến Moscow. Được biết, Việt Nam hàng năm mua hàng tỷ đô la vũ khí từ Nga. Đây là hình ảnh thông báo của Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam ủng hộ Ukraine, phản đối quân Nga xâm lược. Thời gian vừa qua, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã rất ngạc nhiên khi Việt Nam bỏ phiếu trắng. Và cuộc xâm lược của Nga mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đã bước sang tuần lễ thứ ba, trong lúc phương Tây đang tăng cường các sức ép cấm vận lên Nga cũng như tìm cách cô lập Moscow trên trường quốc tế. Hệ thống thanh toán quốc tế đã bị đình chỉ, các hãng hàng không không bay đến Nga nữa. Và mặc dù có đến 141 phiếu thuận trong tổng số 193 nước đã bỏ phiếu lên án cuộc chiến xâm lược của Nga tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 2 tháng 3, thì Việt Nam là một trong 35 nước đã bỏ phiếu trắng. Cùng lúc này, Campuchia bỏ phiếu thuận, Liên Xô thì đã tan rã từ rất lâu. Các đại sứ châu Âu chỉ ra số phiếu thuận áp đảo này để cho thấy mức độ đồng thuận toàn cầu trong việc lên án Nga. Nhưng cũng chỉ có hai nước ASEAN bỏ phiếu trắng, mà trong đó có Việt Nam. Dường như Việt Nam đang khá lung túng về vấn đề này. Liên Hợp Quốc cũng đã cùng lên tiếng vì sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đã được ghi trong hiến chương của Liên Hợp Quốc. Bài xã luận đăng trên trang web của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 3 khẳng định như vậy. Một mặt, các nước châu Âu bày tỏ cảm thông quyết định của Việt Nam dựa trên lịch sử của mối quan hệ của nước này với Nga. Mặt khác, bài xã luận đã lập luận rằng lập trường không lên án cuộc xâm lược của Nga là có hại cho Việt Nam. Và điều này trở nên khó khăn cho Việt Nam khi tới đây Trung Quốc gây sức ép, và nếu xâm lược Việt Nam thì không ai ủng hộ cả. Liên minh châu Âu nói rằng, chúng tôi hiểu mối quan hệ lịch sử quan trọng mà Việt Nam đã có với Liên Xô. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam vào những thời điểm cần thiết, trong khi các nước khác thì không. Các đại sứ châu Âu nhìn nhận, nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ Hà Nội rằng Liên Xô đã tan rã từ rất lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Và ngay cả cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô trước đây đã sụp đổ vào các nước Đông Âu, thì Việt Nam giờ đây dường như cô đơn. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố giải thể nhà nước Cộng sản Liên Xô. Và sau cú giải thể này thì Việt Nam đã bắt buộc phải đi theo con đường đổi mới. Bài xã luận cũng thừa nhận Việt Nam có những lợi ích riêng và quan điểm khác với châu Âu là điều đương nhiên, nhưng cũng nhắc lại Hà Nội cần cân nhắc lợi hại nếu như luật pháp quốc tế bị phá vỡ để một nước lớn bắt nạt và xâm lược các nước láng giềng nhằm vẽ lại bản đồ. Ngụ ý giống như so sánh tình thế Nga-Ukraine hiện nay với mối quan hệ nhạy cảm giữa Việt Nam và Trung Quốc là một nước đã tuyên bố đường lưỡi bò và vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đều của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Việt Nam liệu có lợi ích khi thế giới được cai trị bằng logic đó hơn là bằng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình hay không? Bài viết lập luận như vậy. Tiếng nói mạnh mẽ với Nga được đưa ra khắp nơi trên thế giới. Các vị đại sứ châu Âu liên hệ với cuộc chiến ở Ukraine hiện nay với lịch sử chiến tranh đau thương của Việt Nam để cho rằng Việt Nam sẽ thấu hiểu hình ảnh người dân Ukraine cũng như biết được cái giá trị của việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là quan trọng đến như thế nào. Và chính vì những ký ức cay đắng của chiến tranh và bởi vì tất cả chúng ta đều coi trọng hòa bình thực sự, mà tất cả chúng ta nên sát cánh cùng người dân Ukraine và tuyệt đại đa số cộng đồng quốc tế, đồng thời lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột phi nghĩa này, bài xã luận đã kêu gọi Hà Nội. Và cho đến lúc này, Hà Nội, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn im lặng trước lời kêu gọi của châu Âu, mặc dù đang hưởng lợi rất nhiều từ họ. Bài xã luận cũng nhắc đến tầm ảnh hưởng của Hà Nội đối với Nga, vì Việt Nam là một đất nước xinh đẹp mà du khách Nga rất thích đến. Đồng thời Việt Nam cũng có mối quan hệ sâu rộng với Liên bang Nga. Bài viết nói rằng, chúng tôi biết rằng Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ với Nga, các đại sứ tiếp tục khẳng định như vậy.
Từ đó, các đại sứ các nước châu Âu kêu gọi Việt Nam vận dụng hình ảnh của mình để ảnh hưởng đến một kết quả tích cực cho cả Nga và Ukraine, và kết quả tích cực đó, theo phía châu Âu, là Nga giảm leo thang và rút lui quân sự khỏi Ukraine để những người dân có thể được sống, giảm cái chết của hàng ngàn dân thường. Ngoài 21 vị đại sứ các nước châu Âu tại Hà Nội, bao gồm có Ireland, Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hungary, Hy Lạp, Na Uy, Pháp, Phần Lan, Romania, Czech, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Ý. Bài xã luận còn có đại sứ Liên minh châu Âu đứng tên cùng ký vào. Việt Nam vẫn đang hết sức lúng túng. Bản thân Việt Nam cũng có hàng ngàn người đang chạy tị nạn khỏi Ukraine và các nước châu Âu đang đón tiếp họ. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam tới đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội để thể hiện tình đoàn kết và phản đối Nga xâm lược. Chọn phe rõ ràng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị, nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng lá thư chung này cho thấy châu Âu thấy được vị thế quan trọng của Hà Nội đối với Moscow, nên châu Âu muốn Hà Nội có tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và liệu Hà Nội sau khi suy nghĩ quyết định ra sao thì chưa thấy tín hiệu hồi đáp. Mặc dù vậy, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho họp ngay Ban Bí thư để bàn về những việc đang phức tạp trên tình hình thế giới. Ông Trung cũng bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ lắng nghe các đại sứ châu Âu để tiến đến chọn phe rõ ràng là đứng về phía Ukraine, vì đó là lựa chọn theo đạo lý cũng như lựa chọn vì lợi ích của dân tộc. Ở đây phải có lập trường rõ ràng chứ không thể mập mờ hay nước đôi, ông Trung nói. Ý nhắc đến lá phiếu trắng của Việt Nam. Chúng ta phải bảo vệ người yếu, bảo vệ cái đúng thì sau này thế giới mới bảo vệ chúng ta được. Và khi Trung Quốc động binh, xâm lược và chiếm các đảo của Việt Nam ở Trường Sa, thì có như vậy thì các nước trên thế giới mới lên án và hỗ trợ Việt Nam. Ông nói là người dân Việt Nam khi nhìn thấy cuộc chiến tranh xâm lược của Putin tới Ukraine, ông nghĩ đến hoàn cảnh Việt Nam cũng giống như Ukraine, là bên cạnh nước lớn mà hàng ngàn năm nay vẫn luôn xâm lược Việt Nam hết lần này đến lần khác. Lý do ông Putin biện minh cho hành động xâm lược Ukraine là dân Nga với dân Ukraine là một, đó là chủ nghĩa Đại Nga rất giống với chủ nghĩa Đại Hán của Trung Quốc và cũng giống như Hitler trước đây. Ông phân tích và cho rằng đứng về phía Ukraine như lời kêu gọi của châu Âu là phục vụ lợi ích cốt lõi của Việt Nam. Về quyền lợi quốc gia dân tộc Việt Nam, vấn đề chủ quyền bị đe dọa nghiêm trọng, nên tôi nghĩ trật tự quốc tế phải đảm bảo không có chuyện cá lớn nuốt cá bé. Không có chuyện nước lớn xâm lược nước nhỏ là cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam, ông Trung đã nói. Và hãy tưởng tượng khi Trung Quốc, một đất nước với hơn 1 tỷ dân, luôn gây sức ép với Việt Nam bằng mọi cách để Việt Nam phải phục tùng. Ông đồng tình với lập luận các nước châu Âu là Hà Nội không nên viện những quan hệ truyền thống với Liên Xô trước đây để biện minh cho lập trường hiện nay. Ông nói tiếp, Liên Xô và Nga là hai thực thể khác nhau. Ukraine đã từng thuộc về Liên Xô. Trước đây, ông nói, không thể viện lý lẽ quan hệ truyền thống để chà đạp đạo lý và pháp lý được. Ông cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chấp nhận được thiệt hại nếu như quan hệ với Nga xấu đi, nhưng Hà Nội có thể bù đắp bằng các quan hệ thương mại, ngoại giao, quốc phòng với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là những nước tự do, dân chủ như Mỹ, châu Âu, Canada, Úc và nhiều nước khác. Bản thân châu Âu cũng đã chấp nhận thiệt hại rất lớn để đảm bảo vững chắc luật pháp và trật tự quốc tế, ông tiếp tục chỉ ra. Và ngày hôm nay, những đoàn tàu dài dằng dặc từ Đức đã chở các loại phương tiện, kỹ thuật cũng như viện trợ đến thẳng Ukraine để hỗ trợ người dân ở đây. Và người dân Đức đã đóng góp tới hàng trăm triệu đô la để ủng hộ Ukraine chỉ trong ít ngày. Đây là hình ảnh các nước châu Âu đón giúp hàng ngàn người Việt Nam di tản khỏi Ukraine. Và đây là những người Việt Nam mới tới được Berlin. Và Trung tâm Hòa giải Việt Nam hiện nay có giá trị như thế nào? Cũng như ông Nguyễn Tiến Trung, ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến từ Hà Nội, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng Hà Nội ủng hộ Ukraine và châu Âu là hợp với đạo lý và lợi ích quốc gia về lâu về dài. Buôn bán quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu và với Ukraine cũng lớn, và với Nga chỉ là một số nhỏ mà Việt Nam cần phải đứng về phía lẽ phải. Và lẽ ra Việt Nam phải phản đối quyết liệt cuộc xâm lược của Nga cùng với cộng đồng quốc tế,
những tính toán ngắn hạn cũng có phần nào đấy, nhưng xét về lâu dài thì không tốt cho Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định của mình như vậy. Ông cho rằng bài xã luận chung của các vị đại sứ châu Âu dù lập luận rất chặt chẽ nhưng cũng sẽ không hề khiến Việt Nam thay đổi lập trường, mà nếu Hà Nội vì bị áp lực mà lên tiếng phản đối Nga cũng là không hay. Và Hà Nội hiện nay vẫn đang hết sức chần chừ và căng thẳng về vấn đề này. Bản thân Việt Nam phải từ trong đáy lòng mình thấy sự bất công, thấy sự vi phạm quốc tế mà không lên án thì cái đấy mới đáng lo ngại, ông phân tích. Và hàng ngày, hàng giờ, người dân Ukraine vẫn phải chịu những khổ đau vì bị Nga dội pháo, bắn tên lửa, chết người. Tuy nhiên, thay vì quay ngoắt lập trường sang lên án Nga, ông có thể đề xuất lãnh đạo Việt Nam chẳng hạn như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể nói chuyện trực tiếp với ông Putin để đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng với Ukraine. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trong một lần gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow. Quan hệ giữa Việt Nam và Nga từ trước đến nay vẫn luôn nồng ấm vì đa số vũ khí của Việt Nam mua từ Nga. Cũng theo lời ông thì nếu sát cánh với Ukraine như lời kêu gọi của các nước châu Âu thì Việt Nam chắc chắn sẽ có hậu quả xấu trong quan hệ với Nga, chủ yếu là dầu khí và vũ khí. Nhưng nếu không đứng về phía châu Âu và phương Tây thì cái giá phải trả cho Hà Nội sẽ đắt hơn rất nhiều. Được biết về mặt kinh tế thì Việt Nam làm ăn với các nước phương Tây là chính, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã chỉ ra như vậy. Ông nói ông đồng ý với bài xã luận là Việt Nam không viện đến những ân tình sâu xa để xử lý vấn đề hiện nay trong quan hệ với Nga. Những ân tình này hoàn toàn khác với việc hiện nay nước Nga tấn công xâm lược Ukraine một cách vô cớ và hàng ngàn người dân ở đây đã phải chịu cái chết, trong đó có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, người già. Sự giúp đỡ của bất kỳ ai Việt Nam đều phải ghi nhận, nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Nhưng người đã từng giúp mình bây giờ, người ta làm bậy, chẳng lẽ mình không nên nói hay sao? Ông đặt vấn đề và cho rằng Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trước đây cũng chính là vì lợi ích của chính Liên Xô mà thôi. Trước đây, khi Việt Nam cầm súng đánh Mỹ thì Liên Xô đương nhiên đã giúp. Và ân tình sâu xa với Đảng Cộng sản Trung Quốc thế nào mà Trung Quốc vẫn xâm lấn Việt Nam, câu hỏi cũng được đặt ra. Còn thái độ của Nga và Putin hiện nay ủng hộ Trung Quốc như thế nào, ông tiếp tục lập luận. Đó là việc Nga ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là không thay đổi. Nga luôn phủ nhận mọi chuyện có thể ủng hộ Việt Nam tại Biển Đông. Kính mời các bạn xem bản tin Putin có 7 nơi ẩn náu bí mật. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra vào hồi gay cấn. Khắp nơi tại Ukraine, tiếng còi báo động luôn hú lên và hàng nghìn người dân đã phải chết dưới những đống đổ nát do hỏa tiễn, đạn pháo của Nga rót vào. Và đây là những hình ảnh của phòng họp bí mật tránh bom nguyên tử của Nga, nơi ông Putin có thể giấu mình ở đây để điều hành cuộc chiến của mình. Cuộc chiến đang gây đau thương cho đất nước Ukraine và cũng làm tan hoang nhiều gia đình, nhiều mạng sống đã phải bỏ ở đây. Theo thông tin được biết, ông Vladimir Putin, 69 tuổi, đã không tới điện Kremlin kể từ ngày 23 tháng 2, một ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công Ukraine. Có thể ông đang trú ẩn tại một trong 7 nơi được cho là rất an toàn và kín đáo, nơi có thể từ đó chỉ huy những cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Và đây là hình ảnh nhà tắm dưới tầng hầm. Những căn hầm này đã được xây sẵn từ trước đến nay để chống được các loại bom nguyên tử. Và từ đây, trung tâm điều hành kết nối đến khắp nơi và ông Putin có thể ngồi để điều hành. Trung tâm quyền lực của ông ta ở Moscow hiện nay được biết đã trở nên quá nguy hiểm. Sau hàng loạt các vụ bắt bớ những người biểu tình khắp nơi tại Nga, thì hiện nay ông Putin đang đối diện với những nguy hiểm khác, đó là những nhà tài phiệt đang bị tịch thu tài sản. Và vì sợ các cuộc tấn công, ông đã phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác dưới sự bảo trợ của những vệ binh của Nga, đặc biệt là những người chuyên túc trực bên ông 24 trên 24 tiếng. Đây chính là hình ảnh những căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm, nơi có những cuộc họp ngắn và nhanh,
hình ảnh được báo chí quốc tế đăng tải tại châu Âu. Bên cạnh ông ta, các nhân viên an ninh viết tắt là FSO, tức là An ninh Liên bang Nga, và các vệ binh quốc gia, một nhóm mà ông ta thành lập đặc biệt để tự bảo vệ mình. Danh sách của các nhà tỷ phú Nga bị cấm vận và tịch thu tài sản du thuyền ngày một nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Đây là những người nắm giữ hàng tỷ đô la và quyền lực của họ rất lớn. Và khi ông Putin động đến quyền lợi của họ thì cũng rất nguy hiểm. Phát ngôn viên của ông Putin đã nói rất rõ vào thứ Sáu rằng chỉ có một mình ông Putin đã ra lệnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Ông ta là chỉ huy duy nhất. Và với phát ngôn này thì rõ ràng ông Putin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc phát động chiến tranh nhằm vào Ukraine. Đây là hình ảnh phòng dùng cho sinh hoạt cá nhân ở dưới tầng hầm. Những phòng này được thiết kế đặc biệt dành cho các sinh hoạt cá nhân, nơi ông Putin có thể gặp gỡ những cộng sự thân tín hoặc những người thân của mình. Và ông Putin được biết đã sử dụng ít nhất là 7 địa điểm cho các trò ẩn náu của mình, với việc ông ta phải luân chuyển hết từ chỗ nọ đến chỗ kia trong một khoảng thời gian không ai định trước. Riêng tại Moscow, ông ta có căn hộ riêng và một căn hộ thuê, cũng như các dinh thự khác ở các thành phố như Kaliningrad, gần biên giới Phần Lan, trên dãy núi Altai, gần Crimea và gần Jakarta. Cũng được biết hiện nay ông Putin đang sở hữu một du thuyền hàng trăm triệu đô la và khả năng chiếc du thuyền này sẽ bị các nước dân chủ tự do tịch thu khi bắt gặp